hướng dẫn sử dụng máy xay công nghiệp Promix PM819B. Đầu tiên là công tắc phá đá, có chức năng phá đá trước khi xay bất kỳ món nào, nên phá đá từ 2 đến 3 lần để đá được xay nguyên nhất. Tiếp đó là công tắc bật tắt, rất đơn giản với thao tác gạt lên để khởi động và gạt xuống để hoạt động. Chúng xoay speed trên các bộ xay. Sau khi phá đá, các bạn nên để các bộ xay ở mức thấp nhất, sau 5 đến 10 giây mới tăng dần lên tốc độ. Giờ hãy cùng mình thực hành với ly sinh tố xoài nhé. Có thể kết hợp sử dụng quay quấy để hỗn hợp được xay đều hơn.